Ngài lớn lên trong tim ta, trong tim mọi người. Hãy làm cho Ngài lớn lên khắp nơi nơi cao giao danh Ngài. Hãy làm cho Ngài lớn lên trên quê hương và trên thế giới. Hãy làm cho Ngài lớn lên ta, hãy làm cho Ngài lớn lên. Vì Ngài là ánh sáng soi leo đường ta đi, vì Ngài là đường đi đưa ta lên quê trời. Vì Ngài là sự sống cho ta sống muôn đời, vì Ngài là chân lý đến giải thoát chúng ta. Hãy làm cho Ngài lớn lên trong tim ta, trong tim mọi người. Hãy làm cho Ngài lớn lên khắp nơi nơi cao giao danh Ngài. Hãy làm cho Ngài lớn lên trên quê hương và trên thế giới. Hãy làm cho Ngài lớn lên ta, hãy làm cho Ngài lớn lên. Vì Ngài là ánh sáng soi nẻo đường ta đi, vì Ngài là đường đi đưa ta lên quê trời. Vì Ngài là sự sống cho ta sống muôn đời, Ngài là chân lý đến giải thoát chúng ta. Cho Ngài lớn lên trong tim ta, trong tim mọi người. Hãy làm cho Ngài lớn lên khắp nơi nơi cao giao danh Ngài. Hãy làm cho Ngài lớn lên trên quê hương và trên thế giới. Hãy làm cho Ngài lớn lên ta, hãy làm cho Ngài lớn lên. Vì Ngài là ánh sáng soi nẻo đường ta đi, vì Ngài là đường đi đưa ta lên quê trời. Vì Ngài là sự sống cho ta sống muôn đời, vì Ngài là chân lý đến giải thoát chúng ta. Vì Ngài là ánh sáng soi nẻo đường ta đi, vì Ngài là đường đi đưa ta lên quê trời. Vì Ngài là sự sống cho ta sống muôn đời, vì Ngài là chân lý nên giải thoát chúng ta. Vì Ngài là chân lý nên giải thoát chúng ta. Làn vui chấp nhận nhau dù khác biệt nhau để không còn xa lìa, sống gần nhau và sống vì nhau, giúp nhau qua khổ đau. Đường mới theo Giê-xu ta đi về khắp đất trời, đời tươi trong Giê-xu bên nhau. Đường yêu thương
Xin vững ra đi dân thân phục vụ, một lòng thề hứa hiến trọn vẹn trái tim, đến với những ai bất hạnh hay nguy khôn, u sầu khóc than chờ mong ánh sáng huy hoàng. Theo Đức Kitô ta không ngại gì, dù cho cuộc sống khó khăn hiểm nguy, ta vẫn hiên ngang làm chứng cho tin mừng. Ngàn dấu tích kia ta chẳng cần lo. Ta đi làm chứng cho nước trời, như thầy nhân lành truyền giáo khắp muôn nơi, đem luật yêu thương công bố cho muôn người. Tình yêu Giê-xu biến đổi một tâm hồn, thôi thúc con tim dân thân quyền bình, nguyện đem lời Chúa đến mọi miền thế gian, đến với những ai thân thờ hay sao xuyên, khơi lửa đứng tin truyền lan ánh sáng của người. Có Chúa Kitô ta thêm sức mạnh, cho cuộc sống vẫn luôn đổi thay, nêu cao đức tin làm ánh sáng chỉ đường, phù giúp những ai bước chân trở về. Ta đi làm chứng cho nước trời, như thầy nhân lành truyền giáo khắp muôn nơi, đem luật yêu thương công bố cho muôn người. Tình yêu Giê-xu biến đổi một tâm hồn. Như Đông Bosco cứu các linh hồn, Ngài đã thề hứa hiến trọn vẹn trái tim, dân thanh thiếu niên biết chạy về bên Chúa, tin tưởng có dân tình yêu Chúa chung lại, theo xa lê riêng ra đi phụng vụ, truyền ban lời Chúa dấu cho thiệt thân, ta vẫn trung kiên làm chứng đời dân. Phục vinh Chúa ban trên quê trời. Ta đi làm chứng cho nước trời, như thầy nhân lành truyền giáo khắp muôn nơi, đem luật yêu thương công bố cho muôn người. Tình yêu Giê-xu biến đổi muôn tâm hồn. Ta đi làm chứng cho nước trời, như thầy nhân lành truyền giao khắp muôn nơi, đem luật yêu thương công bố cho muôn người. Tình yêu Giê-xu biến đổi muôn tâm hồn. Và này có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giê-xu để thử người rằng: Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Người đáp: Trong luật đã viết gì? Ông đọc thế nào? Ông ấy thưa: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình. Đức Giê-xu bảo ông ta: Ông trả lời đúng lắm, cứ làm như vậy là sẽ được sống. Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giê-xu rằng: Nhưng ai là người thân cận của tôi? Đức Giê-xu đáp: Một người kia từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh như tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy, trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi cũng thế, một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi.
Nhưng một người Samari kia đi đường tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy và chạnh lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu, lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đem về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau ông lấy ra 2 quan tiền, trao cho chủ quán và nói: nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu thì khi trở về chính tôi sẽ hoàn lại bác. Vậy theo ông nghĩ, trong 3 người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? Người thông luật trả lời: chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy. Đức Giê-xu bảo ông ta: ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta là những người Kitô hữu, là những người thuộc về Chúa Kitô, là công dân của nước Thiên Chúa. Do đó con nghĩ rằng tất cả chúng ta đều có một khát khao cháy bỏng, đó là làm thế nào để được có được sự sống đời đời làm gia nghiệp. Và qua câu hỏi của người thông luật, Chúa Giê-xu đã nói cho chúng ta đâu là điều để chúng ta có thể có được sự sống đời đời làm gia nghiệp. Đó là Chúa Giê-xu lặp lại 2 điều răn vừa mới nhưng cũng rất cũ, có từ ngàn xưa, đó chính là mến Chúa và yêu người. Đây là điều căn bản của đạo Kitô giáo chúng ta, tóm gọn tất cả mọi lề luật vào một chữ răn duy nhất, đó là mến Chúa, yêu người. Và 2 điều này không bao giờ được tách rời nhau. Mến Chúa thì phải đi đôi với yêu người. Sao vậy? Thưa, bởi vì sẽ không có được một con người nào yêu mến Chúa thực sự nếu như người đó không yêu thương anh chị em của mình. Và cùng vậy, chúng ta sẽ không thể yêu thương người thân cận, yêu thương anh chị em của mình một cách trọn vẹn nếu như chúng ta không mến Chúa. Bởi vì không có Chúa, không lấy Chúa làm cùng đích, thì ta không thể lấy đâu làm tiêu chuẩn đo lường cái tình yêu thương của ta đối với Thiên Chúa, đối với anh chị em của mình. Do đó mến Chúa thì đi đôi với yêu người, và yêu người là bằng chứng nói lên lòng mến Chúa của chúng ta. Vậy thì cái lòng yêu mến Chúa và yêu người, cụ thể là yêu thương người thân cần của chúng ta, phải được diễn tả thế nào? Người thông luật, bởi vì đó là thắc mắc của người thông luật, và rồi Chúa Giê-xu qua dụ ngôn rất nổi tiếng, đó là người Samari nhân hậu, nói cho chúng ta biết được rằng lòng bác ái, tình yêu thương thì phải vô điều kiện, nghĩa là không phân biệt đối tượng. Người Samari không phân biệt cái người bị nạn trên vỉa đường là ai. Họ nhận ra đó là người anh chị em của mình, một người gặp nạn cần sự giúp đỡ. Cái người Samari này đã giúp đỡ anh chị em của mình một cách vô điều kiện. Cái thứ hai, đó là tình yêu thương, hay còn gọi là lòng bác ái, phải mang tính vị tha, nghĩa là phải mong ước cho cái người khác được tốt, được khỏe mạnh, như người Samari trong bài tin mừng hôm nay. Và tình yêu thương lòng bác ái cũng phải là một tình yêu vô vị lợi. Trong bài tin mừng chúng ta thấy người Samari sẵn sàng tốn kém mọi sự, không chỉ vì thời gian mà cả công sức, cả tiền bạc, để mà không đòi hỏi một sự đền bù, một sự đáp trả nào, chỉ mong sao người bị nạn mau được khắc phục. Và đó là tình yêu mà Chúa muốn chúng ta dành cho tha nhân. Khác hẳn với những người Lê Vi, các người tư tế, họ không thể thực thi tình bác ái, lòng bác ái của mình, tình yêu thương của mình được, bởi vì họ bị ngăn cách bởi địa vị, bởi cấp bậc, bởi luật lệ. Tình yêu thương đích thực, lòng yêu thương tha nhân đích thực đòi buộc chúng ta phải vượt ra mọi rào cản đó,
không để một cái gì ngăn cản chúng ta đến với tha nhân, đến với anh chị em của mình để thực thi lòng bác ái. Ai trong chúng ta cũng hiểu được điều này, thuộc điều này nằm lòng, đó là mến Chúa và yêu người, yêu thương người thân cận. Nhưng để thực thi, để thi hành được điều này, áp dụng điều này trong đời sống, thực sự không phải là một chuyện dễ dàng. Bởi vì vẫn còn đó những rào cản khiến chúng ta không đến được với người thân cận. Vẫn có đó những luật lệ khiến chúng ta không thể diễn tả lòng tốt của mình đối với người khác. Bài tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta phải ra khỏi những cái đó. Có ra khỏi con người của mình, có xuống khỏi cái ngựa gọi là lưng lừa của mình, gọt thối xuống khỏi cái địa vị của mình, thì chúng ta mới có cơ may để nhìn thấy người bị thương là anh chị em của mình đang nằm bên vệ đường. Ngày hôm nay những người nằm bên vệ đường vẫn còn đó. Họ là những người nghèo bơ vơ tất bạt. Họ là những người bị tổn thương không chỉ về mặt thể xác mà cả về tinh thần. Họ là nạn nhân của một sự áp bức bất công, của những chính sách, của những luật lệ, của những chủ trương chống lại các giá trị của sự sống, chống lại phẩm giá của con người. Họ vẫn đang còn nằm lê lết bên vệ đường. Rất cần những người Samari ra tôn nhân hậu là chúng ta đến để đụng chạm vào họ, sức lành vết thương của họ, nâng đỡ họ. Chúng ta chỉ thực thi được điều đó khi chúng ta chấp nhận ra khỏi mình, rời khỏi vị trí của mình, ra khỏi cái tôi của mình, ra khỏi những cái luật lệ, những quy định đang bóp nghẹt chúng ta. Xin cho mọi người chúng ta chấp nhận bị lấm lem, chấp nhận bị vậy máu với họ, đùng đệ, đùng chạm đến thân thể những người thân cận đang lở loét với bao nhiêu vết thương trên mình. Đó cũng có thể là những người thân yêu trong gia đình của chúng ta, trong lối xóm của chúng ta, trong xứ đạo của chúng ta, trong đất nước của chúng ta. Xin cho tất cả chúng ta mang lấy nơi mình một con tim của Chúa, một con tim chảnh lòng thương, để tình thương của chúng ta có đủ sức mạnh vượt ra mọi ngăn cản, rào cản, thử thách để đến được với tha nhân, để nâng đỡ, để xoa dịu và để nói về Chúa cho những người chung quanh chúng ta. Amen. Biết yêu thương trọn đời, cho con biết yêu thương ngàn đời, yêu thương cả cuộc đời, yêu thương hết mọi người. Chúa ơi, cho con biết say mê tình Chúa, cho con biết say mê tình Ngài, hy sinh cả cuộc đời vì lòng yêu Chúa thôi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu đời con luôn trông chờ, tình yêu ôi cao vời vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu đời con luôn cậy nhờ, dù gian nguy trong đời tình con vẫn rạng ngời. Cho con mãi chung kiên ngàn đời, cho con chẳng khi nào phụ tình, tim luôn mơ rộng mời trong say đắm tình Ngài thiết tha. Cho vẫn tin yêu một đời, cho con biết thứ tha thật nhiều, quên đi cả khổ sầu vì lòng yêu Chúa thôi. Lạy Chúa, chính
trông chờ. Tình yêu ôi cao vời, vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn cậy nhờ. Dù gian nguy trong đời, tình con vẫn rạng ngời. Sâu tình Chúa cho con mãi yêu thương mọi người. Thân con dù thiệt thòi nhưng con vẫn chọn tình Chúa ơi. Thân con giữa bao nhiêu khổ sâu, thân con dẫu bao nhiêu muộn phiền, con xin Ngài dụ tình. Nguyện Ngài thương Chúa ơi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn trông chờ. Tình yêu ôi cao vời, vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn cậy nhờ. Dù gian nguy trong đời, tình con vẫn rạng ngời. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn trông chờ. Tình yêu ôi cao vời, vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn cậy nhờ. Dù gian nguy trong đời, tình con dạng ơi. Chót lưỡi đầu môi con từng sống phục vụ mà tính toán số đo, miệng nói lời bao dung mà lòng vẫn còn chấp nhận. Dạ muốn sống khiêm nhu nhưng môi vẫn rêu rao kể công. Con chỉ sống yêu thương theo sở thích riêng con mà thôi. Khi vừa ý đắt lòng thì con mới cho đi, khi nhàn rỗi thuận lợi thì mới phục vụ hy sinh. Khi được đề cao trọng vọng con mới xả thân vì Ngài. Chúa chân dáng thế, sao con cứ mãi theo Chúa nửa vời. Chúa ơi, nay con thật lòng xin lỗi, xin lỗi Chúa và xin lỗi anh em. Dạy cách yêu thương luôn khiêm tốn đơn sơ nhiệt tâm. Xin dạy cách phục vụ bằng tất cả con tim, lời nói và đôi tay đều phát xuất từ yêu mến. Chẳng tính toán hơn thua, chẳng kể công, chẳng lo thiệt thân.
xin đừng để gian nan làm chôn bước dấn thân phục vụ. Xin đừng để thất bại làm nhụt chí thoái lui. Xin Ngài đến cho con người khốn cùng cần cứu giúp. Xin cùng gửi đến những người cùng con đồng tâm phục vụ. Chúa ơi, bên con từng ngày Chúa nhé, cho con thấy Chúa trong mỗi việc làm, giúp con luôn mở rộng lòng bác ái, góp tay dựng xây nước Chúa giữa đời, giúp con luôn mở rộng lòng bác ái, góp tay dựng xây nước Chúa giữa. Chúa hỡi
Chúa ơi, con xin chịu lỗi, cố gắng bao phen nhưng chưa được gì. Cố gắng như cha xưa trên thập giá, để biết yêu người dù người chẳng như khi muôn xin nhân thánh thần, như khi mẹ
về trời vinh xa, kết hoa kinh đề dân mẹ. Một chàng hoa mẫn côi, hương thơm ngào ngạt thắm mẫn tình. Từng lời kinh xuất nên, xin dâng về nữ vương hiền vinh. Khi an vui thái hòa, như ngày thiên sứ truyền tin. Lại con chúa kết hoa kinh đề dân mẹ, một chàng hoa mẫn côi, hương thơm ngào ngạt thắm mẫn tình. Từng lời kinh xuất men, xin dâng về nữ vương hiền vinh. Khi hân hoan cõi lòng, như ngày con chúa phục